Đây không đơn giản chỉ là một công viên bỏ hoang, nó là nơi mà mỗi bạn trẻ Gen X đều bị ám ảnh tâm lý. Có biết bao nhiêu người bị nó dọa sợ hãi tới nỗi chẳng còn dám đi công viên nữa. Cái công viên đó vô cùng nhiều tà khí vì nó được xây trên đất của nghĩa trang, đánh thức những thi hài ngủ sâu dưới lòng đất. Tối nay ánh đèn sáng rực, bên trong công viên ngập tràn tiếng nói cười, nhưng điều đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một bé gái ngã từ trên vòng quay mặt trời xuống và qua đời. Có hai anh em nhà nọ vô tình đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này, mọi người sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Một chú hề bước tới xác của bé kia, trên mặt chú nở một nụ cười quái đản. Một lúc sau chú hề cũng bỏ mạng ngay tại vòng quay đó. Từ đó chuyện lạ cứ liên tục xảy ra nên công viên buộc phải đóng cửa vô thời hạn. 14 năm sau hai anh em nhà nọ đều đã trưởng thành. Một hôm người anh nhìn thấy tờ báo nói về việc xảy ra ở công viên, người anh đưa ra một quyết định. Anh ta một mình đi vào công viên đó để điều tra. Bỗng một cánh cửa tự động mở ra, người anh cầm chiếc máy ảnh tiếp tục bước về phía trước. Khi qua khu rừng treo đầy thi thể của những chú hề này không ngờ lại có đôi mắt biết động đậy. Người anh còn nghe thấy tiếng cười của cô bé năm xưa. Anh nghe càng hoảng loạn, liền bỏ đi mà không biết đích đến. Đi được một lúc lâu anh ta mới dừng lại, phát hiện ra mình đã đi vào khu đất giải toàn thi thể. Vừa lúc muốn bỏ đi, anh ta lại nghe thấy tiếng gọi của một cô gái. Cô ta thò tay ra nắm lấy chân anh, kéo mạnh xuống lòng đất. Ở nhà người em lại mơ thấy mộ của anh trai mình, dọa cô sợ tới nỗi đổ mồ hôi hột tỉnh giấc. Dù cô đã mở mắt tỉnh dậy nhưng cơ thể lại không động đậy được. Lúc này từ trong tủ quần áo phát ra tiếng gì đó. Một đứa trẻ thân trắng toát bò ra, ngồi xổm trên giường người em. Đầu giường cũng xuất hiện một con ma nữ. Mọi người không cần sợ hãi, hai con ma này chỉ là đến nhầm chỗ thôi. Sau đó người em lại giật mình tỉnh giấc, anh trai cô đã mất tích mấy ngày nay rồi. Cô cũng tìm thấy tờ báo nói về công viên trong phòng anh trai, cô đoán chắc hẳn anh mình đã đi tới đó. Nhưng mẹ cô lại nói người anh đã qua đời rồi, còn để bàn thờ anh ta. Mẹ của hai người là nhà ngoại cảm có tiếng, bà có một chiếc máy ảnh đặc biệt có thể chụp lại được các loại ma quỷ. Sau đó đem đốt bức ảnh thì có thể tiêu diệt được con ma đó. Người em không tin anh trai đã chết nên đã kêu gọi thêm vài người bạn để cùng đi tìm anh trai mình. Bọn họ vui vẻ cùng nhau chụp một bức ảnh trước cửa công viên, không ngờ chú hề ở cửa bất ngờ động đậy. Bọn họ còn chưa vào bên trong thì đâu ra chui ra một chú bảo vệ, đuổi tất cả phải rời đi. Không còn cách nào, kế hoạch đổ bể, họ quyết định nửa đêm sẽ lén lút đi vào. Đêm đó họ bắt đầu vào trong công viên cười nói vui vẻ, hoàn toàn không giống như đang đi cứu người. Ở nơi công viên đầy tà khí này mà bọn họ quyết định chia ra hành động, cậu con trai đeo kính đi vào khu rừng treo thi thể các chú hề. Cậu ta chụp được ảnh và nhìn thấy thứ gì đó trong bức ảnh, làm cậu phát khiếp bỏ chạy. Chạy được một lúc thì đã không còn thấy cậu ta đâu nữa. Không lâu ngay sau đó, người em dẫn theo cô bạn thân và anh chàng đội khăn cũng đến khu rừng hề đó. Nhận được chiếc máy ảnh của cậu bạn đeo kính, cô bạn thân ngày càng sợ hãi hơn. Cô ta muốn về nhà, nhưng đều cùng nhau đến, sao có thể thiếu đi một người mà vẫn quay về được. Thế nên bọn họ lại cầm chiếc máy ảnh đi tìm cậu bạn đeo kính. Lúc này họ đến trước cửa nhà ma. Cửa nhà ma khóa chặt, tiếng vọng ra của một cô bé gái nói với người em, đừng có mở cửa. Người em định ngăn hai người bạn đang phá cửa. Cậu bạn đội khăn vừa phá được cánh cửa, một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Đằng nào cũng mở được cửa rồi, bọn họ đành mặc kệ mà bước vào trong. Nhóm bạn khác gồm 3 người, hai cô cậu con nhà giàu và một anh chàng tóc dài. Họ phát hiện ra vòng xoay ngựa gỗ sau khi bị bỏ hoang 14 năm vẫn có thể hoạt động bình thường. Cô cậu nhà giàu thấy thế không nói không rằng lập tức leo lên yên ngựa ngồi mà không biết dưới chân là vài con ma đang ngồi nhìn. Trò tàu hỏa bên cạnh cũng xuất hiện một đám trẻ con đang vẫy tay cho anh chàng tóc dài. Anh ta đổ mồ hôi hột, lúc này vòng quanh ngựa gỗ cũng ngày càng quay nhanh hơn, hai cô cậu nhà giàu bị bay phát ra ngoài. Cậu ta sợ quá liền bỏ lại cô bạn rồi thục mạng bỏ chạy. Chưa chạy được bao lâu thì vấp phải sợi dây thép răng giữa đường. Mặt khác cậu tóc dài cũng đang bỏ chạy nhưng không quên bế theo cô bạn của mình, làm cô ta hết sức cảm động. Hai người bắt đầu phát sinh tình cảm mập mờ, suýt chút nữa thì môi chạm môi. Nhưng không ngờ rằng cô nàng trực tiếp dùng dao đâm anh ta một nhát. Hóa ra cô ta đã bị ma nhập rồi. May mắn thay anh ta thoát chết nhờ có bùa hộ mệnh của mình. Và ba người đi vào nhà ma khi đó mới đi được vài bước thì nhìn thấy thi thể của cậu bạn đeo kính rơi từ trên xuống. Ba người vội bỏ chạy toán loạn, cậu đội khăn thì bị một con cương thi đuổi theo. May thay cậu ta thông minh dùng lửa đốt cháy cương thi rồi bỏ chạy. Người em nhìn vào máy ảnh, thấy khắp nơi trên tường đều là bàn tay ma, phía xa còn có cả một bà lão nhìn chằm chằm về phía cô, làm cô ta sợ quá che mắt bỏ chạy. Nhưng cô bản thân vẫn chưa thể chạy ra ngoài, đã bị ma bắt đi mất. Người em nhìn lại vào máy ảnh cuối cùng cũng nhìn thấy bé gái hay nói chuyện với cô, hóa ra cô bé chính là người bị rơi từ vòng quay mặt trời 14 năm trước. Cô bé muốn đưa người em đi tìm anh trai cô ấy nhưng anh chàng đội khăn vừa nhìn thấy hồn ma lập tức lôi người em bỏ chạy, nhưng lại gặp phải đám hồn ma lửa, bén lửa lên người anh chàng đội khăn. Sau đó anh ta chết, cô bé năm đó lại xuất hiện. Cô bé dẫn người em đến một nghĩa địa, người em vội vàng đào bới lòng đất, cuối cùng cũng đào được thi thể của anh trai. Cô buồn bã bật khóc thật to. Bên cạnh đó còn có một đám hồn ma vây lại nhìn cô. Lúc này chú bảo vệ cầm chiếc rìu đi tới, hóa ra ông chú này vốn bị ma ám rồi. Con ma này mới chính là con ma lợi hại nhất ở đây.
Chính vào lúc ông ta giơ dìu lên định chém người em, mẹ cô vừa hay xuất hiện, điêu luyện tung lên vài giọt máu, gọi đến một trận gió to, sau đó dùng máy ảnh chụp ảnh ông chú bảo vệ, nhưng ông ta không hề bị chụp lại, thậm chí còn ám lên người mẹ cô. Hóa ra con ma này chính là hồn của một chú hề. Mẹ cô cố gắng khống chế con ma trong cơ thể mình, người em nhắm vào mẹ mình ấn nút chụp, cuối cùng hồn chú hề đã bị chụp lại vào máy ảnh. Còn mẹ cô trước đó đã bị thương nặng, lại phải trải qua cuộc chiến vừa rồi, cuối cùng bà đã tử trần. Lúc này quang cảnh đã khác, bọn hồn ma trong công viên vui vẻ giắt tay nhau đi ra. Và do bọn họ đều bị linh hồn chú hề nhốt ở tại đây, bản chất họ không hề giấu, cô giúp họ từng người một chụp lại một bức ảnh thật đẹp. Sau đó cô gặp lại cô bạn tóc dài may mắn thoát chết, cùng nhau rời khỏi công viên. Về đến nhà, người em đem bức ảnh đi đốt, hoàn toàn triệt để hủy được hồn ma của chú hề, chỉ giữ lại bức ảnh chụp chung cùng đám bạn của mình. Người em cầm điện thoại gọi cho cô bạn tóc dài, muốn hỏi thăm cậu ta dạo này ra sao. Nhưng khi cậu ta nhấc điện thoại lên nghe, vật ác lại đến, cậu ta bị một chiếc xe hơi đè nát. Hóa ra trong bức ảnh cả đám vẫn còn một hồn ma chú hề khác, hắn ta đã thoát ra từ bức ảnh đó. Cùng với tiếng hét văng vẳng của người em, tất cả đã tối đen lại. Bộ phim đến đây là kết thúc. Chỉ vì cứu một người mà tính mạng của 8 người khác đều không còn, thật là đáng tiếc. Cũng không biết là đã bao nhiêu người đã phải bỏ mạng nơi đó.